Mời mọi người cùng mình ăn cháo gà chấm muối tiêu chanh. Thôi mình nghe thôi mình đã thèm quá đi. Lâu lắm rồi mình không có nấu cháo gà ăn mọi người ơi. Thì hôm nay mình sẽ thử coi cái món cháo gà này có giống như Việt Nam không nha. Muối tiêu rất là ngon. Rồi mình sẽ ăn một miếng dân dăm chấm muối tiêu. Thơm quá. Đây là cái đùi. Thì mình không có ăn da, mình ăn gà. Các bạn có thấy con gà của mình không? Nó rất là mắc cười, tại vì nó không có đầu, nó cũng không có phao câu, cũng không có chân luôn. Cái lý do rất là đơn giản, vì hai vợ chồng mình không có ăn những cái đó nên mình không có để lại ha, mình dục bỏ hết rồi. Mình sẽ ăn gà trước nên mình chưa có ăn cháo nha. Đây, ôi. Mình cũng không có ăn da nên mình đã lột cái da bỏ rồi. Rồi mở nè. Con gà rất là ú luôn. Cái gà này ăn nó gần giống như gà ta ở Việt Nam à, nó không ngọt bằng nhưng mà nó dai, nó cũng thơm. Ăn gà nấu cháo thì mình phải cạn với vô dâm mới ngon. Đáng ra là mình bóp gỡ nhưng mà mình ngán á. Quá ngon luôn. Mình không ngờ là cái gà này ăn nó ngon các bạn. Nó ngon như gà Việt Nam. Đây cái gà này, cái mình mua thì cái chị bán gà mới nói là ăn nó gần giống như gà Việt Nam. Nó dai, nó ngon. Mình mua con này là 35 đồng. Khoảng 170 á. Chị bán gà chỉ nói là khoảng 1,5 kg. Đây. Chấm muối tiêu chanh. Kèm một miếng rau răm. Đã. Bay lên tận 9 tầng mây luôn mọi người ơi. Rất là ngon. Xé nó ra. Đây. Mọi người thấy có gà thì nó không có bự lắm ha, bởi vì ăn nó giống như là gà Việt Nam, nó rất là ngon. Cái cánh. Không phê không lấy tiền nha mọi người. Rồi cái thịt nè. Cái phần ức thịt nhiều. Ăn nguyên con vậy mới đã. Kèm một miếng dân răm, muối tiêu nó thơm thơm, nó cay cay.
hơi quá phê luôn. Đúng ngon, gà ngon. Chứ là mình mua gà nhiều rồi, mình mua nhiều, nhiều người bán gà ở bên đây, nhưng mà mình không tìm được cái gà nào mà nó ngon giống như vậy. Các bạn thấy cái da nó vàng không? Cái da nó vàng, nó giống như gà Việt Nam mình. Khi mà mình mua về mình thấy con gà này, ồ vậy là mình nghĩ là chắc nó ăn cũng cũng được á. Tại vì mình ăn mấy lần á, mình thấy gà bên đây một số chị em bán thường thấy ăn giống như Việt Nam, nhưng mà thực chất khi mà mình nuôi về mình ăn không có được ngon bằng gà Việt Nam. Nhưng mà gà này thì mình cũng cho là 9 điểm cũng được, không nói nổi tệ. Đây, cái cánh nè, ôi cái cánh nó ngon. Hồi xưa ở nhà với ba thì ăn thịt gà toàn là không có ăn da, còn ba ăn da mà. Gặp chồng mình ấy cũng không ăn da nữa, nên hai vợ chồng á thường sẽ bỏ da. Nhưng mà mình nấu cháo mình bỏ da thì nó sẽ không có ngon ha. Vậy là mình sẽ ăn luôn, mình sẽ nấu luôn cái da nhưng mà mình không có ăn. Con gà này thì nó không có bự lắm, một mình có thể ăn hết một con này. Cái đùi sorry hả, mình quên mình bỏ xuống dưới đây. Ăn gà cái chỗ này là ngon nhất rồi mọi người. Hả, mình cà phải đổ cái lọc xương á mấy người. Có một số người người ta ăn á, người ta rất là thích ăn da, ăn đầu ăn giờ ăn cánh, mấy người đó là biết ăn á,
Còn mình thì mình không có giỏi ăn, mình mình không có biết ăn da, cũng không biết ăn đầu, cũng không biết ăn cánh luôn. Quá trời thịt luôn. Có lòng no rồi đó. Mình sẽ trường cái phần cái ức với cái cánh lại cho chồng mình ăn. Để mình trừ bụng mình ăn cháo. Nếu như mà mình không ăn cháo thì mình sẽ ăn hết được cái con gà này. Tại vì nó cũng, đối với mình thì mình thấy nó cũng vừa cái bụng của mình thôi à. Mà nấu cháo rồi thì để chừa lại một cái đó để hồi đến dễ ăn cháo có thịt ăn. Chứ mình ăn hết mình hồi đến dễ ăn cháo không. Đủ về nhà sản xuất luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Video đến đây là có hết rồi các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Và các bạn ơi, hãy ủng hộ kênh bằng cách là ấn like lên kênh và đăng ký kênh nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.